Theo ghi nhận, vào thời điểm này, tại các tiệm làm tóc từ bình dân cho đến cao cấp, luôn trong không khí tấp nập đông đúc. Trong đó, dịch vụ được nhiều người lựa chọn nhất đó là cắt, uốn, nhuộm tóc. Thời gian làm kiểu tóc thường kéo dài vào khoảng từ 2 giờ cho đến 5 giờ đồng hồ. Vì vậy, các cửa tiệm sẽ thực hiện xen kẽ các công đoạn. Để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, hiện nay nhiều cửa tiệm đã mở cửa sớm hơn và nghỉ muộn hơn so với ngày thường, từ 3 cho đến 4 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, chủ tiệm cũng chủ động tuyển thêm nhân viên, thợ phụ để khách không phải chờ lâu. Trong năm thì mình là chưa có nhu cầu đi làm đẹp nhiều, tại vì mình có nhiều thời gian đi làm, mình bận đó, nên là cuối năm mình đi chăm chút lại nhan sắc với lại là đi sắm. Lượng khách đến với salon thì thường trong những dịp Tết này sẽ tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba. Thường thì lúc nào khách cũng sẽ ở mức nó rất là đông. Kết thúc thời gian làm việc thường là 8 giờ, nhưng mà về những ngày Tết như vậy thì thường salon phải kết thúc vào có khi là khoảng 12 giờ hoặc đến cả 1 giờ sáng. Để làm đẹp hiệu quả và an toàn, quý vị khán giả cần phải lưu ý lựa chọn những salon, cơ sở, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp uy tín, chất lượng. Bên cạnh đó, việc liên hệ đặt lịch trước cũng sẽ giúp cho quý vị có thể tiết kiệm thời gian chờ đợi. Để phục vụ nhu cầu làm đẹp trước Tết của khách hàng, nhiều cửa hàng cho biết sẽ làm việc đến tối 30 Tết.